Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam hỗ trợ 181 tỷ đồng cho khách hàng bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Ông Thành ở xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên ủng hộ gần 2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Người dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đầu tư mô hình du lịch cộng đồng. Lan tỏa phong trào hiến rác mạc ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Dự án xây dựng mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải thành phố Hưng Yên chậm tiến độ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế đất đai và thị trường, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa. Hiện toàn huyện chuyển đổi được 700 ha, tập trung nhiều ở các xã Đa Lộc, Hạ Lễ, Tiền Phong. Từ những vùng đất trũng, cây lúa một vụ, đến nay các xã đã dần chuyển sang mô hình sản xuất nông nghiệp, tổng hợp, trồng cây màu và cây ăn quả, nuôi các loại gia cầm, gia súc. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, bên cạnh việc trồng cây lâu năm, các hộ dân thường trồng xen kẽ những loại cây ngắn ngày, cây thể vụ như rau màu, đu đủ nhằm tận dụng khoảng đất trống. Trung bình những mô hình chuyển đổi thường mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa thông thường, giúp người nông dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nắm sát diễn biến của dịch tả lợn châu Phi, rà soát khách hàng bị thiệt hại, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Đến nay, dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn là 2.238,33 tỷ đồng, chiếm 6,08% dư nợ toàn địa bàn, gồm cho vay các khách hàng chăn nuôi là gần 2.000 tỷ đồng, cho vay sản xuất thức ăn chăn nuôi là 347,35 tỷ đồng, dư nợ bị thiệt hại bởi dịch tả lợn châu Phi là 76,05 tỷ đồng. Ngành chăn nuôi và thủy sản huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thời gian qua đã chuyển dịch tích cực theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ, tăng chăn nuôi trong gia trại, trang trại, tập trung theo phương thức công nghiệp. Năm 2018, toàn huyện Ý Yên có 88 trang trại và trên 1.500 gia trại. Số trang trại gia trại chăn nuôi tăng 15,2% so với năm 2015. Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, Việt Gáp từng bước được áp dụng. Đến nay, toàn huyện có 2 trang trại được cấp giấy chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt Việt Gáp. Nuôi trồng thủy sản được chuyển dịch theo hướng chuyển dần từ nuôi quảng canh sang thâm canh, đã hình thành 11 vùng nuôi tập trung quy mô 10 ha trở lên ở các xã Yên Trung, Yên Thọ, Yên Nhân, Yên Khánh. Đối tượng nuôi thủy sản ngày càng đa dạng phong phú, gồm các loại cá truyền thống và nhiều loại giống thủy sản có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, huyện Ý Yên đã thành lập được 2 hợp tác xã chuyên ngành thủy sản là hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Tây Chùa ở xã Yên Trung và hợp tác xã thủy sản Nam Phong ở xã Yên Phong, hình thành tổ hợp tác nuôi cá lồng bè Yên Phúc. Đối tượng nuôi chủ yếu là cá diêu hồng, cá lăng, với lợi nhuận khoảng trên 500 triệu đồng một năm. Đa dạng hoạt động kinh tế chăn nuôi đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện Ý Yên đạt 44,8 triệu đồng năm 2018, tăng 17,8 triệu đồng so với năm 2015. Với tấm lòng luôn hướng về quê hương, ông Trần Đức Thành ở thôn Hà Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, những năm qua đã ủng hộ gần 2 tỷ đồng xây dựng các công trình nông thôn, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ông Thành hiện là chủ một công ty xuất nhập khẩu chế biến nông sản tại thị xã Mỹ Hào. Chỉ tính riêng từ năm 2002 đến nay, ông đã ủng hộ cho địa phương 800 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 1 km cho bà con đi lại thuận tiện. Ủng hộ hơn 200 triệu đồng lắp đặt hệ thống loa truyền thanh cho thôn, 800 triệu đồng làm sân khấu, sân và công trình vệ sinh cho nhà văn hóa thôn Hà Linh, hơn 60 triệu đồng xây dựng cổng chùa Hà Linh. Với cái tấm lòng đối với quê hương thì cũng mong muốn là cùng với bà con nhân dân để mà xây dựng quê hương ngày một văn minh, đánh với lại các cái xã bạn thôn khác, để khi mà mình trở về quê hương thì mình thấy những cái đấy mình đóng góp được thì cũng là một cái ý nghĩa đối với mình sau này. Cái kinh phí của nhà nước thì cái đóng góp của nhân dân là hết sức quan trọng. Đối với thôn Hà Linh thì không thể không nhắc tới ông Trần Đức Thành, là một doanh nghiệp trẻ. Những năm vừa qua thì ông đã rất tâm huyết xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong lúc mà kinh tế còn hết sức khó khăn thì ông cũng đã là người khởi xướng đầu tiên. Trong cái sự đóng góp này, cái tổng kinh phí của ông đóng góp lên tới gần 2 tỷ đồng.
Những tấm gương điển hình như ông Thành tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ là nhân tố tiêu biểu cần nhân rộng, bởi những đóng góp ấy có ý nghĩa rất quan trọng đối với cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Bắc Ninh đã có sự thay đổi toàn diện. Để có được kết quả ấy, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời, cụ thể hóa các quy định của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu ở khu vực nông thôn, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, chất lượng, hiệu quả, cải thiện đời sống cho người dân. Trong giai đoạn 2011-2019, tổng nguồn vốn được bố trí cho xây dựng nông thôn mới của tỉnh là 12.654 tỷ đồng, trong đó chủ lực là ngân sách địa phương đầu tư 10.372 tỷ đồng, vốn tín dụng là 1.528 tỷ đồng, người dân tự nguyện đóng góp và nguồn vốn khác là 354 tỷ đồng. Ngoài đóng góp về kinh phí, các tầng lớp nhân dân còn hiến tặng hàng vạn mét vuông đất, ngày công, vật tư để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, hạ tầng nông thôn của Bắc Ninh khá đồng bộ và hoàn thiện. Tôi vận động con em đã thành đạt ở xa về mọi hình thức để xây dựng như là đường làng này, rồi khu trung tâm văn hóa về ao hồ cũng như là sân vận động. Để nâng cao thu nhập cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành một loạt đề án như tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tập trung, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm. Đi liền với đó, 42 đề tài khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được triển khai, đưa các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến ứng dụng rộng rãi trong sản xuất. Qua đó, góp phần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mô hình chuỗi giá trị trong nông nghiệp ngày càng được nhân rộng. Khi mà Denco bắt đầu bước chân vào sản xuất về nông nghiệp công nghệ cao, thì cái mà nhận thức đầu tiên ấy, để kiểm soát được cái việc mà an toàn thực phẩm và mình dựa vào cái công nghệ cao để làm gì? Để mình thứ nhất là từ đầu vào, từ thuốc thú y, từ thuốc, từ phân bón để làm sao mà mình kiểm soát được cho nó theo đúng cái quy trình. Trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, Bắc Ninh có nhiều giải pháp tiên phong. 100% người nghèo, người cận nghèo đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn phí tham gia bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi, trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 70 và các đảng viên 40 năm tuổi đảng. 100% học sinh là con hộ nghèo được miễn giảm học phí, hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ tín dụng để tham gia xuất khẩu lao động, hỗ trợ nhà ở, phương tiện nghe nhìn. Sức khỏe là cũng yếu, ốm đau. Đấy. Thì là đôi khi là bệnh tật cũng nhiều, thì được nhà nước đấy, hỗ trợ, giúp đỡ, đấy, tận tình. Đấy. Thứ nhất là giúp đỡ là cái hộ nghèo, đấy, con cái, các thứ, đấy, đi học hành, đấy, đỡ tốn kém. Thứ hai là được cái sức khỏe, nó đi bệnh viện, nó không bị mất tiền. Nhờ những giải pháp trên, nên sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, Bắc Ninh đã thu được những kết quả nổi bật. Nếu như trước khi triển khai, bình quân mỗi xã mới đạt 8,84 tiêu chí, thì nay tăng lên 18,85 tiêu chí, cao hơn bình quân của cả nước. Hiện tại, 89 trên 97 xã của Bắc Ninh đã đạt chuẩn nông thôn mới. Các huyện Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và thị xã Từ Sơn được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ về đích xây dựng nông thôn mới, vượt so với kế hoạch ban đầu đề ra. So với cùng kỳ năm 2018, doanh thu vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong tháng 8 năm 2019 tăng 12,2%, đạt 325,2 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng qua, doanh thu vận tải kho bãi đạt trên 2.600 tỷ đồng, trong đó doanh thu vận tải hành khách tăng 9,5%, doanh thu vận tải hàng hóa tăng 12,6%, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 7,2%. Thống kê cho thấy khối lượng vận tải hành khách 8 tháng đầu năm đạt 4,7 triệu lượt người, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
khối lượng luân chuyển hành khách đạt 335 triệu lượt hành khách, tăng 9,1%, khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 24,7 triệu tấn. Ngành giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai duy trì công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay, các bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã và đang chuyển hướng đa dạng dịch vụ nhằm tận dụng lợi thế mạng lưới đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 114 trên 115 điểm thực hiện mô hình. Triển khai mô hình này, các điểm bưu điện văn hóa xã không chỉ cung cấp các dịch vụ bưu chính truyền thống, mà còn có thêm các dịch vụ khác như phân phối hàng tiêu dùng về nông thôn. Từ khi mà bưu điện mình đây thì có cái điểm giao dịch ở đây thì là mình cảm thấy là nó rất là tiện lợi luôn ấy. Và kể cả về ví dụ như là có hàng hóa mình muốn chuyển đi thì cũng không phải đi ra xa nữa. Mà có những cái dịch vụ mà chuyển về đây kể cả về tiền nong hay hàng hóa thì bưu tá nó cũng phát tận nơi ấy. Nên là mà lại bây giờ bưu điện mình lại mở thêm một số cái dịch vụ về hàng hóa và các đồ tiêu dùng như này thì cũng nói chung là tiện về mọi mặt. Hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã sau khi chuyển đổi mô hình kinh doanh đều phát huy hiệu quả, doanh thu bình quân hàng tháng đạt gần 40 triệu đồng, thu nhập của nhân viên đều tăng. Trong thời gian tới thì cũng như tôi nói ban đầu, đó là xu hướng của tổng ty thì cũng đang có một cái đề án trình bộ thông tin truyền thông về chuyển đổi mới hệ thống điểm văn hóa xã trên toàn quốc và trong đó có bưu điện tỉnh Ninh Bình. Thì trước mắt thì về phía bưu điện tỉnh thì cũng sẽ triển khai và tuân thủ hoàn toàn những cái định hướng cũng như những chỉ đạo của tổng công ty về cái chuyển đổi mới bưu điện văn hóa xã. Thứ hai là phát huy đặc biệt là những điểm đã và đang cung ứng tốt, sẽ phấn đấu hướng thành một cấp quản lý thứ tư, là bộ mặt, là cánh tay nối dài của cơ quan nhà nước đến địa bàn xã. Hiện nay các điểm bưu điện văn hóa xã còn cung cấp các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính như hồ sơ bảo hiểm, giấy phép lái xe, đăng ký xe, chứng minh nhân dân. Việc đổi mới triển khai đa dịch vụ giúp các điểm bưu điện văn hóa xã và ngành bưu điện tỉnh nói chung có bước chuyển mình mạnh mẽ và phát triển ngày càng lớn mạnh hơn. Với tiềm năng du lịch phong phú, những năm gần đây, bên cạnh phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã có nhiều cơ chế chính sách hấp dẫn để thu hút các công ty, doanh nghiệp và người dân đầu tư mô hình du lịch cộng đồng. Đây là hướng đi mới, vừa khai thác thế mạnh của địa phương, vừa góp phần tạo sinh kế cho người dân. Đã mấy năm nay, khu trưng bày sản phẩm và sản xuất kèn đồng của gia đình ông Nguyễn Văn Cường ở xã Hải Minh, huyện Hải Hậu trở nên nhộn nhịp hơn bởi những đoàn khách du lịch ghé thăm và trải nghiệm. Việc ngày càng có thêm nhiều người biết đến nghề sản xuất kèn đồng của gia đình không chỉ tạo thêm thu nhập cho gia đình ông Cường mà còn tạo động lực để ông thêm yêu nghề và có ý thức gìn giữ nghề truyền thống của địa phương. Các công ty du lịch đến đây nhà tôi thì năm nay là năm thứ tư, kể cả Đức, Pháp, Ý rồi nhiều nước lắm, châu Phi thằng này đều rất đông, có chuyến là có khi đến mấy chục người đấy, nên mà thấy nó vui, nó thật sự là mình chỉ nghĩ là nhiều người ta biết đến mình đấy, mà thấy mình vui mà quên hết kể cả các việc khác, để khi ngồi có tiếp khách thôi, rất là thoải mái. Tất cả những cái người ta đến với mình người ta quý cái nghề như mình, tại sao mình không giữ đấy, vì như thế cho nên đôi lúc mình cũng nghĩ có phải này là cái gì cha truyền con nối, mình phải sao phải giữ được cái bỏ cha ông để lại. Cho đến giờ này con các cháu nữa, tuy nó thu nhập nó không bằng cái nghề khác, nhưng nó có cái niềm vui của nó là mình được nhiều người ta biết đến. Việc dẫn khách du lịch tham quan trải nghiệm cuộc sống, công việc của chính người dân bản địa là một trong những hoạt động trong mô hình du lịch cộng đồng mà các công ty du lịch đang thực hiện. Đặc biệt, mảnh đất Hải Hậu với nhiều làng nghề truyền thống độc đáo, trên 40 di tích lịch sử được xếp hạng và cảnh quan nông thôn mới đang khởi sắc là những điều kiện thuận lợi để các công ty du lịch khai thác, xây dựng các tuyến điểm du lịch cộng đồng tại địa phương này. Ở Hải Hậu thì chúng tôi đã và đang làm việc với hai hộ gia đình và có tổng cộng là 6 nhà cổ, đáp ứng được khoảng 36 đến 40 khách du lịch đi mỗi một ngày.
Ví dụ như là tại Eco House Hải Hậu 1 thì là có 3 nhà cổ để đón khách lưu trú ở đúng theo cái cách ở truyền thống của người dân Bắc Bộ, và chúng tôi cũng có thể phục vụ khách ăn sáng theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại huyện Hải Hậu đang tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các vùng du lịch, khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch. Bên cạnh các loại hình du lịch truyền thống, du lịch cộng đồng là một trong những hướng đi mới, khả quan, được huyện và các công ty lữ hành tăng cường quảng bá xúc tiến, góp phần đưa du lịch của huyện ngày càng phát triển. Đến thời điểm này, Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tiếp nhận thêm 478 kỹ thuật mới, nâng tổng số kỹ thuật hiện tại tại trung tâm lên con số là 3.629. Trung tâm Y tế huyện Kim Thành hiện đang thực hiện nhiều kỹ thuật cấp tuyến tỉnh và cấp tuyến trung ương như phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng ruột thừa, phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể, mổ kết hợp xương, xét nghiệm sàng lọc ung thư sớm, xét nghiệm đông máu, chụp cắt lớp chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật hồi sức cấp cứu nhi, nội soi tiêu hóa gây mê. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện khám và điều trị từ 350 đến 400 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú 250 bệnh nhân. Tỷ lệ người bệnh điều trị khỏi cao và tỷ lệ phải chuyển lên tuyến trên giảm. Trung tâm hiện đang quản lý gần 70.000 đầu thẻ bảo hiểm y tế, công suất sử dụng giường bệnh đạt cao, định mức kê 190 giường. Nhưng do số lượng bệnh nhân đông nên Trung tâm phải bố trí tới 320 giường bệnh. Ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, có nhiều câu chuyện cảm động về việc hiến tặng giác mạc của những người không may mắn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc rủi ro do tai nạn, không thể tiếp tục duy trì sự sống. Qua hơn 10 năm phát động, đến nay toàn huyện đã vận động được hơn 10.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời, với tổng số 320 người đã hiến thành công, giúp 640 người mù được nhìn thấy ánh sáng. Với tinh thần kính Chúa yêu nước và thực hiện phương châm sống phúc âm trong lòng dân tộc vì hạnh phúc của đồng bào cũng như gia đình bà Lan, hiện nay nhiều giáo dân đã đăng ký hiến giác mạc khi qua đời. Hiện toàn xã đã có 120 người hiến giác mạc thành công, trong đó từ đầu năm đến nay là 10 người. Từ những nghĩa cử cao đẹp của người dân nơi đây mà nhiều người mù lòa đã nhìn thấy ánh sáng. Với sự hiệu quả của công tác tuyên truyền đã biến việc hiến tặng giác mạc từ hành động đơn lẻ trở thành một phong trào rộng khắp và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Cùng với đó, hàng năm huyện đều tổ chức lễ tri ân đối với những gia đình có người hiến tặng giác mạc và đăng ký hiến tặng khi qua đời, qua đó kịp thời tôn vinh nghĩa cử cao đẹp. Để khắc phục tình trạng trẻ mầm non đến trường thấp, thời gian qua, các cấp chính quyền và ngành giáo dục huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã đưa ra nhiều giải pháp như đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và cô nuôi dạy trẻ, xây dựng môi trường mầm non an toàn, thân thiện và hòa nhập. Phòng giáo dục huyện Cẩm Giàng hiện quản lý 25 trường mầm non, trong đó 19 trường công lập, 4 trường tư thục và 25 nhóm lớp độc lập. Từ một địa phương có tỷ lệ huy động trẻ thấp trên địa bàn tỉnh, huyện Cẩm Giàng đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường. Thời gian tới, ngành giáo dục huyện Cẩm Giàng tiếp tục chỉ đạo các nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và hoàn cảnh mỗi gia đình để có những giải pháp tuyên truyền phù hợp, giúp cho từng gia đình hiểu được tầm quan trọng khi đưa trẻ đến trường để được hưởng sự giáo dục, dạy dỗ, chăm sóc, giúp trẻ em phát triển cả về thể chất và trí tuệ. Ngành giáo dục cũng chỉ đạo các nhà trường hỗ trợ học phí, tiền ăn bán trú cho trẻ đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật thông qua các quỹ từ thiện. Dù đã quá thời gian hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu, nhưng đến nay dự án xây dựng mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên vẫn chậm tiến độ, chưa thể bàn giao và đưa vào sử dụng, gây khó khăn đến sinh hoạt của nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Dự án được triển khai thi công từ tháng 5 năm 2017, theo kế hoạch đến tháng 7 năm 2019 là hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng đến nay nhiều đoạn đường thi công vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn trả lại mặt bằng hiện trạng đường. Đây là dự án bằng vốn vay ODA của Hàn Quốc, tổng mức đầu tư là 374 tỷ đồng, nhằm xây dựng mạng lưới cống thu gom nước thải của các phường nội thị với tổng chiều dài 8,2 km cống bê tông ngầm và cống bằng ống HDPE. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn Henbeck của Hàn Quốc, chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên. Trong quá trình làm, đơn vị thi công của Hàn Quốc đã bán lại cho 3 nhà thầu phụ là các doanh nghiệp của Việt Nam. Lý do chủ quan là nhà thầu chính là từ năm ngoái đến giờ là chưa thanh toán tiền
tuyến mạng cho các nhà thầu phụ. Cái thứ hai nữa là chưa thanh toán tiền hoàn thuế cho các nhà thầu phụ từ khi thi công đến giờ. Và cái việc nữa là cái việc là không hiểu lý do tại sao mà nhà thầu chính không bàn giao mặt bằng các tuyến còn lại để cho nhà thầu phụ thi công tiếp, mà để chúng tôi cứ phải chờ. Do hầu hết các đoạn đường làm đều phải tiến hành đào lên để đưa hệ thống ống xuống nên gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.